Chào bạn, ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách đăng bài lên Marketplace thủ công. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho Nhất một cái nick Facebook có cái tính năng là Marketplace, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào Marketplace. Có những bạn không hiện ở trên cái tab đầu trang này thì các bạn có thể sử dụng cái tab ở bên trái trang này nhé. Rồi, chúng ta click vào Marketplace. Rồi, để đăng bài trên Marketplace thì các bạn click vào cái nút là tạo bài niêm yết mới, đúng không ạ? Ở đây thì nó sẽ có 4 cái loại bài niêm yết, đúng không ạ? Mặt hàng cần bán, xe cần bán, nhà để bán hoặc cho thuê và cơ hội việc làm. Thì ở đây chúng ta sẽ click vào mặt hàng cần bán. Thì ở đây chúng ta cần phải chuẩn bị, đúng không ạ? Những cái tiêu đề này, giá này, hạng mục này thì nó không quan trọng lắm, đúng không ạ? Mục không quan trọng lắm, bởi vì Facebook nó đang phát triển những cái tính năng này và nó xét duyệt thông qua AI, nên thực ra là nếu như chúng ta chọn hạng mục, nhưng khi cái quá trình xét duyệt diễn ra đấy thì nó lại sắp xếp vào những cái hạng mục mà nó cho rằng cái sản phẩm đấy phù hợp, nên thành ra cái phần này không quan trọng lắm đâu ạ. Rồi tình trạng và mô tả thẻ sản phẩm, rồi tình trạng hàng đâu ạ. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị hình ảnh. Thì hình ảnh lưu ý cho các bạn là không được phép trùng, đúng không ạ? Bài niêm yết này chúng ta đã đăng cái ảnh đấy rồi thì bài niêm yết sau chúng ta không được phép đăng cái ảnh đấy nữa, đúng không ạ? Rồi, thì chúng ta click vô thêm ảnh thôi. Ở đây thì Nhất sẽ click chọn đại một cái tấm hình, đúng không ạ? Rồi, tranh văn phòng. Giá rẻ đi. Giá ở đây thì chúng ta để một đồng, vài đồng được, đúng không ạ? Chiến lược về giá thì chúng ta có thể để giá chính xác hoặc là chúng ta để cái giá không đồng, miễn phí, nhiều khi người ta tò mò người ta click vào. Rồi hạng mục thì chúng ta chọn đại đi, đúng không ạ? Nội thất. Rồi tình trạng mới, thương hiệu. Thương hiệu có hay không thì không quan trọng, đúng không ạ? Rồi chúng ta chọn mô tả này. Chúng ta mô tả làm sao theo cái cấu trúc, đúng không ạ? Tiêu đề. Rồi mô tả. Ở đây Nhất sẽ hướng dẫn bạn thôi nhé. Cái tổng quan nhất mô tả. Rồi đến cái phần thông tin liên hệ. Rồi chính sách bảo hành. Rồi cam kết. Làm sao đó để khi mà khách hàng đọc vào thì họ cảm thấy tin tưởng, đúng không ạ? Rồi thẻ sản phẩm, nội thất này. Nó cách nhau ở dấu phẩy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đặt dấu phẩy đằng sau nó thì ngay lập tức nó sẽ chuyển qua một cái thẻ mới. Tranh văn phòng. Rồi phẩy này, đúng không ạ? Rồi ở đây thì chúng ta có thể niêm yết vào bất kỳ một cái vị trí nào chúng ta muốn, như Hồ Chí Minh nhỉ? Hồ Chí Minh. Rồi niêm yết còn hàng. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy được cái vị trí bản đồ này. Rồi ở đây thì chúng ta có thể chọn là ở với bạn bè hoặc là không, đúng không ạ? Thì tất cả những cái người ở Hồ Chí Minh họ sẽ nhìn thấy cái bài viết của chúng ta ở đây theo bán kính bao nhiêu mét đấy. Ở đây thì nó không chính xác, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm đó là Auto Marketplace thì nó sẽ cho chúng ta xác định một cái vị trí chính xác luôn. Chúng ta muốn đăng ở cái vị trí nào thì nó sẽ ghim đúng cái vị trí đấy, và dựa theo cái bán kính mà chúng ta cài đặt thì nó sẽ thiết lập cho chúng ta. Và những cái người ở xung quanh cái vị trí niêm yết, cái tọa độ ạ, họ sẽ thấy cái bài viết đấy. Ở đây thì nó chọn ngẫu nhiên thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì chúng ta nhấn tiếp thôi. Và đồng thời ở đây thì chúng ta có thể chia sẻ trong các nhóm này, đúng không ạ? Niêm yết chia sẻ trong các nhóm. Ở đây thì Nhất demo thôi, Nhất sẽ không chọn, đúng không ạ? Rồi chọn đăng thôi. Đó. Thì ở đây nó chúc mừng. Có những cái bài thì nó bị vi phạm, đúng không ạ? Thì nó sẽ thông báo cho chúng ta như thế này.
hoặc là một số cái bài mà trùng lặp ảnh chẳng hạn thì nó sẽ thông báo cho chúng ta. Ok, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn cái cách đăng bài Marketplace thủ công ở trên Facebook của các bạn. Thì các bạn chỉ cần làm theo thôi, theo Nhất thì nó rất là đơn giản đúng không ạ? Và bạn có thể đăng bài trên Marketplace một cách tự động thông qua một cái phần mềm, đó là phần mềm Auto Marketplace đúng không ạ? Đây là một cái phần mềm của Forex Software. Thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link đó là forexsoftware.com/auto-marketplace để các bạn tìm hiểu cái phần mềm này nhé. Đây là một cái phần mềm giúp chúng ta có thể đăng bài tự động đúng không ạ? Đăng bài tự động ở trên Marketplace. Đó. Ở đây có bài hướng dẫn và chúng ta được dùng thử nhé. Dùng thử trong vòng 48 giờ đúng không ạ? 48 giờ miễn phí. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.